và trước khi thầy thuyết pháp thì chúng ta sẽ đảnh lễ tới Đức Phật bằng cái tụng Nam Mô Tát Sa 3 lần. Nam Mô Tát Sa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam Mô Tát Sa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam Mô Tát Sa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Và chúng ta đang muốn nói về 10 pháp ba la mật parami. Nhưng mà bây giờ chúng ta mới chỉ nói về dana parami, bố thí ba la mật, hay cúng dường ba la mật parami. Và như vậy chúng ta đang dạy tới đâu rồi? Đang học tới đâu rồi? Và lúc trước là khi chúng ta đã học xong phần cúng dường cung kính và cúng dường không cung kính. Như vậy hôm nay là thầy sẽ giảng về cúng dường hợp trí, nhana, cúng dường hợp với nhana, hợp với trí, và cúng dường ly trí, hay là nhana, hay cúng dường có trí tuệ và cúng dường không có trí tuệ. Và như vậy, cúng dường bằng cái sự hiểu biết và cúng dường với không với cái sự hiểu biết. Như vậy, ở Pali gọi là Jnana Samayutta Dana, cúng dường hợp trí, cúng dường có trí tuệ và cúng dường như thế thì sẽ tốt hơn. Và trí tuệ ở đây, trong trường hợp này, cái sự hiểu biết nghiệp và quả của nghiệp chỉ có vậy thôi, chứ không phải là vô thường của vô ngã, anicca dukkha anatta. Nếu mà chúng ta hiểu được cái này là việc làm tốt, thiện pháp, cái nghiệp tốt, nghiệp thiện, thì nó sẽ cho cái quả thiện, quả tốt. Nếu như vậy, thì cái sự cúng dường của chúng ta thì là cúng dường hợp với trí tuệ, có trí tuệ. Và bây giờ chúng ta đang học về dana, bố thí, cái loại cúng dường nào, loại bố thí nào sẽ cho cái quả gì. Cái này rất là chi tiết để có nhiều cái sự hiểu biết trí tuệ hơn về cái pháp cúng dường. Và như vậy, nó khi mà cho cái quả thì chúng ta trở thành những người thông minh, có trí. Khi mà hiểu nghiệp và quả của nghiệp, nó rất là quan trọng. Nếu ai đó hiểu được nghiệp và quả của nghiệp, người đó sẽ khó mà làm những điều bất thiện. Không dễ dàng để họ làm cái điều bất thiện, nhưng mà dễ dàng để làm những thiện pháp, điều tốt. Và trong cái sự khi Đức Phật hay Đức Bồ Tát dạy về, thường thường thì Ngài dạy về Vichà. Vichà đó là một cái những cái phương pháp giáo dục hay là dạy của Đức Bồ Tát, như là dạy Ngài dạy làm thế nào để mình nói hay là giảng dạy Sipa. Đó một cái sự giáo dục nữa là Sipa, là liên quan đến về cái việc làm của thân. Mà cái nữa, đó là Charana. Charana đó là hạnh.
giống như là giới. Và cái nữa, cái sự giáo dục nữa là Kamasaka, cái tuệ đó, nghĩa là hiểu về nghiệp và quả của nghiệp. Và bây giờ chúng ta học về Dana, về bố thí. Nếu mà chúng ta học càng chi tiết về nghiệp và quả của nghiệp, làm thế nào chúng ta có thể trở thành Đức Phật trên nẻo giới giác, làm thế nào chúng ta có thể trở thành Đức Phật độc giác, làm thế nào chúng ta có thể trở thành bậc A-la-hán, hay là thế nào có thể làm vua của cõi trời, vua của chư thiên, làm thế nào để làm vua chuyển luân thiên vương. Chúng ta có thể học một cách rất là chi tiết, đó là một sự giáo dục rất là tốt. Chúng ta muốn trở thành cái gì thì sẽ có cách để chúng ta làm, và chúng ta có thể hoàn thành Parami. Thì theo cách đó chúng ta có thể trở thành cái điều chúng ta muốn. Đó là một sự giáo dục, một cái nền giáo dục. Thì bởi vì thế, để chúng ta hiểu được nghiệp và quả của nghiệp, thì đó cũng là một cái sự giáo dục, phương pháp giáo dục, một cái trí tuệ. Và như vậy, trong giáo pháp của Đức Phật thì có nhiều phương pháp khác nhau, nhiều cách khác nhau. Như là cái hiện hữu của con người, thì con người có những sự hiện hữu khác nhau. Một số thì họ xinh đẹp, một số thì xinh gái, một số đẹp trai, một số thì xấu xí, thì như vậy. Một số người thì khỏe mạnh, một số người thì ốm yếu, một số thì giàu có, một số thì nghèo túng, một số sống lâu, một số thì không sống lâu. Thì những người khác nhau thì họ sẽ có những cái nghiệp như vậy. Chúng ta có thể xem giáo pháp của Đức Phật thì cái tâm của họ sẽ tương với cái sự xuất hiện của họ. Như cái nếu ai đó mà họ có rất nhiều tâm sân thì nó sẽ làm cho người đó nhìn trở nên xấu xí. Và như vậy chúng ta phải cẩn thận. Một số người thì có cái đôi mắt dễ thương, ưa nhìn, thì khi ai mà si cô ấy thì hai anh ấy thì họ rất là thấy rất là dễ mến. Từ bởi vì cái tâm từ họ nhìn người khác với cái tâm từ, thì chính vì thế cái nghiệp đó sẽ cho họ cái mắt như vậy. Đó là cái sự hiểu nghiệp và quả của nghiệp. Và nếu chúng ta biết rất là chi tiết thì chúng ta rất là có cái sự trí tuệ trong cái việc này. Trong giáo pháp của Đức Phật, đó là một sự giáo dục. Thì như là người có giáo dục có học là người có học. Cái là chúng ta gọi là người có học, học thức. Thì như vậy. Nếu không á, thì chúng ta nói là người không có học. Thì như vậy, nhiều khi Đức Phật dùng Ariyadhamma Akovido. Ariyadhamma Akovido là gì? Như là không thể xảo trong cái phương pháp của cuộc thánh, hay là không có học thức, không, như là không, không chỉ như là bố thí, chỉ giới, cúng dường hay là vipassana, mà nếu khi mà chúng ta biết nghiệp và quả của nghiệp thì thường thường những người đó tối thiểu là người đó họ những người đó cố gắng trở thành người tốt. Và cha của thầy là bố của thầy sống ở cái làng, ở làng quê, có nghĩa rằng á, là bố thầy không có đi học lớp nào hết á, nhưng nhiều khi là nói dặn dỗ thầy là những cái người đó đừng gần gũi những người đó, đừng gần gũi những người kia, họ rất là nghĩ rằng người đó là những người vô học đó, là mọi thứ họ đều dám làm. Bất kỳ thứ gì họ đều dám làm cả, họ không biết bất kỳ nhân và quả nào hết. Thì những thứ như vậy là cha của thầy, là bố của thầy nói với thầy, là nói với thầy như vậy, đừng gần gũi những người như vậy, là chính bản thân bố của thầy là hành động giống như người có học, nhưng mặc dù là không có học qua trường lớp nào hết, thầy cũng không học lớp nào hết. Nhiều người nói thầy rằng á, thế là không có là học đúng không? Nhưng mà thầy có thể nói rằng nếu mà chúng ta không có hiểu nghiệp và quả của nghiệp á, thì những người như vậy thì đó là những người mà không có học. Thì cái người đó họ dám làm bất kỳ cái thứ gì, bất kỳ một thứ gì họ cũng dám làm hết á.
Nhưng nếu mà người ta không biết, còn một số người, nếu mà ai đó mà có cái sự hiểu biết như vậy, biết về tốt về xấu, biết về tốt và xấu, thì họ không dám làm mọi thứ. Mặc dù người ta biết hay không biết, thì chỉ có những người, những thiện pháp họ dám làm, còn những cái bất thiện họ không dám làm. Thì cái sự giáo dục này, cái sự học thức này rất là quan trọng. Và nếu mà chúng ta có thể biết được tốt và xấu, thì nó sẽ kiểm soát con người ta để không làm những điều xấu. Như vậy, cái này rất là cơ bản, cái tuệ rất là cơ bản, mọi người cần đều phải có. Nếu chúng ta không có cái trí tuệ này, thì rất là khó để chúng ta mà tin vào những người đó. Như vậy, chính vì thế về Đà Nẵng, nếu chúng ta làm, chúng ta biết được thế nào là tốt và xấu, nếu chúng ta biết quả của nghiệp, thì chúng ta là hợp trí tuệ. Cúng dường có trí tuệ, thì những người đó họ dám cúng dường. Và họ không muốn dừng lại. Tại vì họ làm không phải để vui đùa, không phải làm để dẫn chơi, và là tốt cho mọi người. Họ hiểu được và cho tốt cho chính bản thân họ nữa. Và chính vì thế, họ sẽ không dừng lại. Họ sẽ vẫn tiếp tục làm. Họ dám làm. Còn một số người làm chỉ để vui đùa, để vui vui một chút thôi. Có thể là do cái thói quen của kiếp quá khứ. Nhưng mà cái chuyện gì điều gì đó xảy ra về cái sự cúng dường ở đây, thì họ có thể dừng lại. Nhưng mà người có trí ở đây, họ sẽ không dừng. Họ sẽ tiếp tục làm theo cách này hoặc cách khác. Thì cái đàn này, cúng dường này, là hợp trí, nghĩa là có đi cùng với trí tuệ. Cái này rất là quan trọng. Và trong trường hợp này, nhiều khi người ta nghĩ rằng phải cần có tuệ Vipassana. Nhưng mà đó là cái ý tưởng của họ thôi, chứ thực ra không phải vậy. Tuệ Vipassana, một số người ấy, là có thể nói rằng họ nói như vậy. Cái người nhận cũng là vô thường. Và cái vật cúng dường cũng là vô thường, hay là khổ, hay là vô ngã. Người cúng dường cũng là vô thường. Chúng ta phải quán tưởng như vậy, như tuệ Vipassana như vậy. Nhưng thực tế nó không có phải như vậy. Nhưng đây họ ở trong này thì không có nói như vậy. Thì đó là một loại cúng dường. Cái đó là một trong một bài kinh. Chitta Lingara, Chitta Varikara Dana. Cái sự cúng dường ở đây, cái cúng dường ở đây, đó là cái sự trang trí, trang điểm của tâm. Thì nó trang trí, nó làm tâm của chúng ta trở nên đẹp. Chitta Varikara, như là những cái phụ tùng của tâm. Như là Chitta Varikara, Chitta Varikara, như là Dana, cái cúng dường đó. Cái Dana này nghĩa là Đức Phật khuyến khích chúng ta làm cái sự cúng dường này, Dana này. Cái sự bố thí này sẽ hỗ trợ, là cái hỗ trợ cho cái tâm Vipassana. Bằng cách mà tư duy như vậy thì chúng ta hãy cúng dường như vậy. Thì có cái câu nói như vậy, cái lời dạy như vậy. Và để trang trí, làm cho tâm của chúng ta trở nên đẹp, hay làm tâm, làm những cái phụ tùng trang trí của tâm xung quanh cái tâm, thì nó nghĩa rằng nhiều khi nếu mà chúng ta làm đàn á cúng dường, chúng ta trở nên vui hoan hỉ. Không chỉ vậy, có rất nhiều cái lợi ích khác. Người khác sẽ yêu quý chúng ta. Lúc đó, giống như vậy, bất kỳ ai mà thấy người ta sẽ yêu quý chúng ta bởi vì chúng ta cúng dường. Và lúc đó chúng ta cũng có yêu quý người khác nữa.
Thì theo cách này, chúng ta có thể tạo nên tâm từ, giải tâm từ, và bên môi trường chúng ta, xung quanh chúng ta sẽ trở nên ok. Và cái tâm như vậy sẽ hỗ trợ cái sự hành Vipassana của chúng ta, và có thể hỗ trợ cho cái thiền định Samatha của chúng ta. Và không, điều đó không nghĩa rằng cái người nhận là vô thường hay là như vậy. Và chỉ để làm tâm của chúng ta trở nên mềm mại, trở nên nhu nhuyễn cho, và cho cộng đồng xung quanh chúng ta, và cho sự thực hành Vipassana của chúng ta, cho sự thực hành Samatha của chúng ta. Thì cái cúng dường không chỉ là cái sự cúng dường bình thường, không chỉ là cái quả của sự cúng dường, và nó cũng hỗ trợ cho sự thực hành Vipassana hay là Samatha thiền định của chúng ta. Thiền định, thiền tuệ, Samatha, Vipassana là cái phước báo rất là lớn. Thì cái đà nẵng này là cũng theo, thuận theo lời Phật dạy. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng ở đây là cái hợp trí này, cũng dường hợp trí ở đây. Nhưng cũng dường hợp trí ở đây nghĩa là chỉ là nếu chúng ta hiểu được nghiệp và quả của nghiệp, tốt và xấu, thiện pháp và bất thiện pháp, thì đó là đã hoàn thành đủ. Như vậy khi chúng ta cúng dường bố thí, chúng ta phải biết đây là cái hành động thiện, tốt, thì nó cho kết quả tốt. Mà dù chúng ta mong muốn nguyện hay không nguyện thì đó là một điều khác. Nhưng mà đối với bình thường, người bình thường, lúc nào chúng ta cũng có nguyện, một cái mong muốn, nguyện ước ở trong tâm chúng ta. Như là nằm trong cái ngủ ngầm trong tâm chúng ta. Một số người đó muốn làm cái gì đó hay muốn thay đổi điều gì đó. Và như vậy, chúng ta luôn luôn là có gì đó chúng ta mong muốn, nguyện ước. Và nếu chúng ta hiểu được nghiệp và quả của nghiệp, tí đó là người cúng dường có trí tuệ, đi cùng với trí tuệ. Và thế nào, cái sự khác biệt đây là gì? Cúng dường với trí tuệ và cúng dường không có trí tuệ. Cúng dường đi cùng với trí tuệ, chúng ta nói gọi là cúng dường tam nhân, sự cúng dường tam nhân. Nghĩa rằng tam nhân ở đây nghĩa rằng đó là một, nhân đầu tiên Aloba, vô tham. Bởi vô tham chúng ta có thể cúng dường, đó là cái nhân đầu tiên. Và thứ hai vô sân, bởi chúng ta không có tâm sân Adosa. Thì hai cái này lúc nào đi cùng, lúc nào chúng ta cũng làm khi chúng ta cúng dường vô tham, vô sân, hai cái nhân này. Và như vậy, và cái nữa, thứ ba Amoha là vô si, nghĩa rằng trí tuệ. Nhiều khi nó có, nhiều khi nó không. Như vậy, chính vì thế, chúng ta thấy là cúng dường là tam nhân. Tam nhân ở đây, cúng dường tam nhân ở đây, thì cúng dường với trí tuệ, thì có hai loại. Chúng ta có thể thấy cúng dường là tam nhân bậc cao và tam nhân bậc thấp. Bậc cao ở đây nghĩa rằng trước khi cúng dường và sau khi cúng dường, chúng ta không có cái tâm bất thiện akusala, lúc nào cũng ok. Thì đó là cúng dường tam nhân bậc cao. Nhiều khi sau khi cúng dường thì một người nào đó nghĩ, một số người nghĩ, ồ tôi lộ mất tiền, một số thứ như vậy, hay là bởi vì cái người nhận, hay bởi vì cái điều gì đó, có vấn đề gì đó xảy ra, hay xung quanh vẫn môi trường có vấn đề, xung quanh có vấn đề, chúng ta hối tiếc sự cúng dường, có nghĩa là bao bọc bởi bất thiện. Có nghĩa rằng tam nhân cúng dường tam nhân bậc thấp, chúng ta gọi ở Pali tí hi lô ca u càn tạ tí hi lô ca ô ma ca. Như vậy, nếu mà cúng dường tam nhân bậc cao thì với trí tuệ và nó bao bọc bởi xung quanh bởi kusala, thì nó sẽ cho cái quả cái người có trí tuệ, cái người rất là có trí. Thì những người đó khi mà hành thiền, họ có thể chứng ngộ như là jhana thiền, chứng thiền, magaphala đạt quả niết bàn, nibbana. Và như vậy, nếu chúng ta có tam nhân, nhưng mà tam nhân bậc thấp nghĩa rằng chúng ta có trí tuệ nhưng mà xung quanh bao bọc bởi bất thiện akusala, thì đó tam nhân bậc thấp. Và có cái nữa,
Duy nhân. Duy nhân ở đây. Tức là vô tham, vô sân. Nhưng mà nó bao bọc xung quanh như là bởi cái thiện. Như là tam nhân, như là nhị nhân bậc cao sẽ tạo nên cái gì? Cái người tạo nên người nhị nhân, cho kết quả là người nhị nhân. Khi mà tái sinh vào bụng mẹ thì cái tâm sở của vị đó chỉ có nhị nhân thôi, có nghĩa là từng người như là vô tham và vô sân, nhưng mà không có trí tuệ. Thì cái người như vậy có thể hành thiền nhưng không có được trời ná, không có được đạo quả niết bàn, mangaphala nibbana. Thì chúng ta có câu nói như vậy. Như là người cúng dường tam nhân, người nhị nhân cúng dường nhị nhân, nhưng mà thấp bậc thấp, nghĩa là xung quanh bao bọc bởi akusala, nghĩa là sau trước khi cúng dường và sau khi cúng dường thì có cái akusala bất thiện. Thì cái người trở nên người rất là kém trí, người vô nhân. Nếu ta sinh cho là người vô nhân, thì có một số người không thể nói năng một cách tốt đẹp, một cách không thể nói hoặc nói năng được. Ngay cả về phương hướng họ cũng không biết nữa. Một thứ rất là nhỏ bé họ cũng không thể hiểu được. Tương tự nó giống như là súc vật và súc sanh vậy. Thì có ba hàng người. Đó là người vô nhân, người nhị nhân và người tam nhân. Ba hàng người trên con người này tương tự như vậy. Và có chư thiên bậc thấp cũng vậy, trong sáu cõi. Nhưng mà chư thiên bậc cao thì chỉ có nhị nhân và tam nhân. Mà có cái phạm thiên thì chỉ có tam nhân. Thì tất cả các vị phạm thiên là có trí tuệ. Và những cõi thấp, có những cõi khổ như có địa ngục, có ngạ quỷ, chúng sanh dưới địa ngục, tất cả chúng sanh đó là những hạng chúng sanh vô nhân, không có trí tuệ. Và khi chúng ta nói ở đây, như là người vô nhân, nhị nhân, tam nhân, chúng sanh như vậy. Chúng ta có thể thấy những người tam nhân ở đây. Mà chúng ta nói cái gì đó khó đi, rất là khó đi, người ta có thể hiểu được. Nếu mà vị thầy có thể giải thích một cách tốt về cái sự lời dạy của họ ấy, thì những người đó không có thể hiểu được. Nhưng mà số người không hiểu được. Còn một số người họ chỉ học được rất là ít thôi. Có thể chỉ được học tới trường trung học cấp 3 thôi, hoặc là học là một số. Khi chúng ta nói về đại, các đại nhỉ? Thư hành thiền nhỉ? Họ không thể hiểu thế nào là tứ đại hay thế nào là thiền nhỉ? Họ rất là mờ ảo về cái vấn đề đó. Một số người họ học được. Một số trường hợp thì có bởi vì vị thầy dạy không có dạy rõ ràng, dễ tốt, chứ không phải vì tại cái người học trò. Nếu vị thầy có thể giải thích tốt đẹp, rõ ràng mà người đó có thể hiểu được, thì đó là người có trí. Nếu họ có thể hiểu được, họ có thể thực hành được. Thì chúng ta có thể biết một cái gì đó. Chúng ta có thể có khả năng biết được. Nếu chúng ta làm cái phương pháp thử hỏi, chúng ta không thể nói là chắc chắn được. Chúng ta không thể nói là, nhưng mà chúng ta có thể đoán được. Thì chúng ta có thể đoán được một người nào đó như thế. Bởi vì cái cúng dường này với cúng dường với trí tuệ này rất là quan trọng. Hiểu nghiệp và quả của nghiệp rất rất là quan trọng. Chính vì thế chúng ta cần phải học thế nào là thiện pháp, thế nào là bất thiện pháp, cái gì chúng ta nên làm trong cái đời sống, cái gì chúng ta nên tránh xa trong cái đời sống này, trong cái đời sống này.
trong cuộc sống. Nếu chúng ta học rất là chi tiết, rất là tốt, chúng ta có thể sắp xếp cái đời sống của chúng ta. Chúng ta làm thế nào để trở thành Phật, trở thành Phật độc giác, hay vân vân. Tương tự như vậy. Có một số. Nhưng có một cái cô gái, cô rất xinh đẹp. Thì làm thế nào để đẹp như cô ấy? Thì chúng ta có thể học làm người là người nam, giống như Angulimala, rất là khỏe. Làm thế nào mà có cái sức mạnh, sức khỏe mạnh như Angulimala? Thì như vậy. Chúng ta có thể học làm thế nào để trở nên khỏe mạnh, có sức khỏe. Hay là giống như là Bà Đề Kassapa, là Ngài Kassapa có cái sức khỏe của năm, sức mạnh của năm con voi, giống như cô Bà Visakha cũng vậy, là sức có sức mạnh giống như sức mạnh của năm con voi. Làm thế nào để có sức mạnh như vậy? Ngay cả con voi cũng không, chúng ta không sợ, không phải sợ con voi đâu. Họ có cái nghiệp của họ, nếu chúng ta biết được, chúng ta có thể trở thành giống như họ, chúng ta có thể làm trở thành như vậy. Và Đức Phật nhiều khi khuyến khích hay dạy chúng ta để trở thành giống như là Ngài Sariputta, Ngài Mahamoggallana, làm thế nào trở nên có sức mạnh, vân vân. Tương tự như vậy là Mì Thị Kheo, là cư sĩ, thì giống như làm thế nào trở nên Kututara, hay làm trở nên giống như là Kemateri, hay làm thế nào trở nên Upalavana, là những người phụ nữ có rất là có cái sức mạnh về thần thông, năng lực về thần thông. Đối với người nam thì giống như là Hataka, là cái vị triệu phú Chita, thì tương tự như vậy. Kututala là một cái cô thí chủ người nữ. Như vậy nếu chúng ta có thể học cái người nào chúng ta muốn trở thành người như thế nào thì chúng ta có thể làm được. Thì chính vì thế cái cúng dường này, cúng dường hợp trí rất là quan trọng. Ít nhất là chúng ta cần phải biết đó là thiện pháp sẽ cho quả thiện, quả tốt. Thì chính vì thế cúng dường là cúng dường với trí tuệ. Và khi chúng ta tái sinh, thường thường kết quả của cái sự cúng dường đó là sinh làm người, làm chư thiên, chúng ta trở thành những người có trí tuệ. Những người có trí tuệ, bất kỳ cái gì chúng ta làm thì có khả năng cao là chúng ta sẽ thành công. Đặc biệt là chúng ta phải hiểu nghiệp và quả của nghiệp. Nếu mà ai đó giải thích cho chúng ta, chính vì thế một số người khi họ nghe về cái lời dạy tốt thì họ có thể tiếp thu được, họ có thể nắm bắt được lời dạy đó và họ có thể quyết định được. Thì chính vì thế họ là người có trí. Một số người khác nghe những lời dạy thì họ lại bị dối, không hiểu. Thì theo cái trường hợp này, cúng dường với trí tuệ rất là quan trọng. Chính vì thế khi chúng ta làm điều gì đó, chúng ta cần phải biết tốt hay xấu, kết quả của cái việc tốt hay xấu. Thì nếu chúng ta có thể làm, việc gì cần làm chúng ta nên làm, thì đó là cúng dường với trí tuệ. Ok, cái tiếp theo. Sasangarikadana. Asangarikadana. Như là hữu trợ và vô trợ. Vô trợ và hữu trợ nên cúng dường có sự tác động và không có sự tác động. Và kết quả thì cúng dường mà không có, mà vô trợ ở đây thì sẽ mạnh hơn. Không có sự tác động ở đây, cúng dường không có tác động. Không có tác động ở đây nghĩa là gì? Chúng ta không bị thúc đẩy hay khuyến khích bởi bất kỳ ai, mà do tự thân chúng ta, tự chúng ta muốn, tự chúng ta. Chúng ta không có mà ngần ngại trong lúc cúng dường, không có do dự trong lúc cúng dường. Nhiều khi là chúng ta không muốn cúng dường, nhưng mà ai đó họ khuyến khích chúng ta, thúc đẩy chúng ta, giống như là đứa trẻ con vậy. Nhiều khi họ không muốn cho, không muốn cúng dường, nhưng mà cha mẹ nói là ôi hãy cúng dường cho bạn T, nhưng mà đứa bé không muốn cho, không muốn cúng dường bạn T, đúng không? Mọi người ấy là cho đồ trẻ con, nhưng mỗi mình bạn T là lấy đồ từ trẻ con thôi. Thì nhiều khi nhìn không đẹp lắm đúng không? Nhưng mà nhưng cúng dường là việc tốt, thiện pháp, là việc làm thiện. Nhưng mà khi mà chúng ta nhận ấy, thực ra là nhìn không đẹp lắm đúng không? Nhưng mà cái người nhận, người bố thí, cái tâm người bố thí, người cúng dường, với lại cái tâm của người nhận là khác nhau.
nhưng mà chúng ta ai đó khuyến khích nên chúng ta cũng dường. Nhiều khi chúng ta không khuyến khích bởi chính ai đó, bởi người khác, nhưng mà chúng ta phải làm, chúng ta tự phải làm. Chúng ta mặc dù không muốn cúng dường, nhưng bởi vì cái điều gì đó mà chính vì thế chúng ta phải cúng dường. Thì như vậy, đó gọi là cúng dường có sự thúc đẩy, hay là những tâm của chúng ta mà ok, chúng ta cúng dường không có ngần ngại, không do dự. Mặc dù người khác khuyến khích chúng ta, thúc đẩy chúng ta hay không, nhưng mà đó chúng ta đều là cúng dường vô trợ. Một số người đó đừng có thúc đẩy tôi, đừng có khuyến khích tôi làm gì, để trở thành vô trợ như vậy. Nhưng thực ra nếu mà chúng ta không có sự do dự, tâm chúng ta không có thu hẹp lại, mà người dù người khác khuyến khích chúng ta, thúc đẩy chúng ta, tác động chúng ta hay không, không thành vấn đề, thì cúng dường này là cúng dường mạnh hơn. Và cái tiếp theo nữa, Somanasadana và Upikadana, thì cúng dường với tâm hỷ và cúng dường với tâm xả, đó là hai cái thứ. Và cúng dường với cái tâm hoan hỷ mạnh hơn, kết quả sẽ cho nó mạnh hơn như vậy. Cúng dường hoan hỷ sẽ cho quả mạnh hơn. Khi chúng ta hành thiền, chúng ta cũng cần phải biết, để biết hơi thở là tốt, là thiện pháp, là việc thiện. Một số người, một số vị thầy nói rằng một cái hơi thở là một cái sự cúng dường. Như chúng ta cũng làm một cái được thiện pháp cùng một lúc, là thế nào để cái tâm hoan hỷ. Và Đức Phật hay là Ngài Sariputta là có cái tuệ như vậy. Hasanyana, Hasanyana là gì? Như là cái tuệ, trí tuệ. Trí tuệ ở đây nghĩa là gì? Đó là các ngài biết làm thế nào để thực hành một cách hoan hỷ thực hành. Làm thế nào là làm việc, làm cái việc họ một cách hoan hỷ. Giữ giới, một số người khóc giữ giới, khóc lóc để giữ giới, thực hành. Đói, là bệnh, hay là cái gì đó, có nhưng mà vẫn thực hành. Như là bình thường ấy. Nhưng một số người họ biết làm thế nào để có được sự hoan hỷ. Cái đó là một cái tuệ Nhana, Phasanyana, Hasanyana. Chúng ta có thể đọc những câu chuyện về Đức Phật về xả ly xuất gia, một cái rất là hoan hỷ. Nhưng mà nhiều khi chúng ta sợ đúng không? Nhiều khi chúng ta sợ đi vào rừng đúng không? Mà đi vào rừng mà chưa có chuẩn bị gì đúng không? Nhưng mà số rất là thông minh, họ đã xây những cái cốc liều rất là đẹp rồi, ở tại một nơi đẹp, họ đã chọn sẵn cái nơi để xây cốc, đó họ chọn sẵn xây cốc rồi thì họ được sống một cái hoan hỷ. Và họ cũng có Hasanyana đúng không? Họ cũng có cái Hasanyana. Giống như là Đức Bồ Tát, khi mà Ngài là vua đó, Ngài mở cái cửa sổ ra. Và khi đó, Ngài nghĩ rằng, khi nào mà Ngài có thể đi khất thực và trong 7 cái ngày mưa như vậy. Vâng, nhưng mà Ngài muốn đi khất thực và trong cái 7 ngày mưa liên tục như vậy. Thì Ngài nói nhưng mà Ngài rất là hoan hỷ. Ngài sẽ cố gắng và xuất ra là tỳ kheo. Nên là Ngài muốn đi khất thực. Nhưng mà nhiều khi chúng ta có thể chúng ta có đau, nhiều khi là có thể trời mưa, chúng ta gặp những cái sự đau đớn. Nhưng mà mặc dù là Đức Bồ Tát Ngài là vị vua như vậy, nhưng Ngài muốn làm những việc như vậy. Có thể là bởi nghĩ, suy nghĩ về kết quả của nó. Bằng cái sự suy nghĩ như vậy, cái đời sống của vị tỳ kheo thì họ phải, những người mà cư sĩ thì họ phải quan tâm hay là đến rất nhiều thứ khác nhau. Thì chính vì thế sự cúng dường ở đây với cái sự hoan hỷ và cúng dường với cái tâm xả, với tâm hỷ ở đây sẽ mạnh hơn. Đưa Adamiya Dana, cái tiếp theo Adamiya Dana, cúng dường. Cúng dường không chân chánh và cúng dường chân chánh.
Như rằng một số người họ có được cái tài sản hợp pháp, họ thực hành giữ gìn nam giới, họ có cái chánh mạng và họ cúng dường, thì đó là Dhammiyadana. Adhammiyadana như rằng họ có được không chân chánh, tài sản có được không chân chánh, có thể do sát sinh, nói dối như vậy, là họ có, không có cái chánh mạng, họ tà mạng. Nhưng mà cái tài sản đó cúng dường. Nhưng mà nếu cúng dường là thiện pháp. Nhưng mà bởi vì cái điều gì đó không có được, không chân chánh, thì cái quả cho sẽ ít hơn, không thành tịnh. Và như vậy, giống như là cái hạt giống tốt và cái hạt giống không tốt, khi mà nó lớn lên thì nó sẽ cho cái quả khác nhau. Thì chính vì thế, một số người như là họ làm việc nhưng mà họ có được những cái quả không chân chánh, một số người làm có cái quả có được chân chánh như vậy. Và nếu mà ai đó mà không cúng dường bao giờ, chưa bao giờ làm đà nẵng cúng dường trong quá khứ, bố thí trong quá khứ, bất kỳ gì họ làm tốt hay làm xấu, nhưng mà nó không có trở nên giàu, vẫn là nghèo. Một số người nếu họ làm một ít nhưng họ có thể trở nên giàu có, làm ít nhưng mà có được nhiều tiền, giàu có. Một số có thể có được tài sản cái chân chính. Nhiều khi là cha mẹ làm kiếm tiền, rất nhiều tiền, không chân chánh. Nhưng đứa bé, đứa trẻ, con cái cố gắng nhưng họ vẫn có thể dùng. Họ không làm, nhưng đứa con thì không làm bất kỳ bất tiền gì hết. Như vậy. Cái tiếp theo. Dasarana. Pujisarana. Dasarana là cái nô lệ. Dana. Dana là cúng dường. Cúng dường, nô lệ. Pujisarana. Pujisarana đây là cái hạng người là chống lại biểu tình, chống lại cái người cao hơn. Đó là Pujisarana. Thầy sẽ giải thích ở đây. Cái người đó làm tránh lại, chống lại người nào đó, chống lại chính phủ, chống lại nhà vua chẳng vậy. Thì cái người như vậy gọi là Pujisa, đó là người Pujisa, người chống lại. Nghĩa là cúng dường nô lệ. Hay là người đó đó là điều nghĩa rằng chúng ta có người chủ. Ai là người chủ của chúng ta? Ông chủ của chúng ta. Đó là cái tham. Tham muốn, tham ái. Thì đó là cái ông chủ của chúng ta. Bởi vì cái tham ái, chúng ta phải làm. Tham muốn, chúng ta phải làm. Chúng ta muốn nhìn thấy cái gì đó tốt đẹp. Chúng ta muốn được thấy. Và chúng ta tham vào cái sự nhìn, vào cái nghe, vào cái ngửi, vào cái nệ, ăn, vào cái xúc chạm, vào cái suy nghĩ nữa. Và dựa trên đó, chúng ta phải làm. Nếu mà chúng ta muốn có nhà đẹp, tí chúng ta phải làm kiếm tiền nhiều hơn. Tương tự như vậy, chúng ta muốn có xe ô tô đẹp, âm thanh êm ái, cái mùi hương nước hoa đẹp, tốt, thì chúng ta muốn như vậy, chúng ta phải làm nhiều hơn. Như vậy, một số người họ không có biết là để chống lại cái tham muốn. Mặc dù người ta cũng dường, nhưng mà người ta muốn để trở thành có được làm chuyện để tái sinh làm chư thiên. Bởi vì thế họ cũng dường, họ muốn hỗ trợ cho cái tham muốn. Thì đó là cúng dường nô lệ. Thì chúng ta sẽ trở thành nô lệ kiếp sau. Thì họ, những người đó sẽ trở nên giàu có, họ sẽ
hưởng thụ cái sự giàu có, cái đời sống đó. Nhưng cái vấn đề ở đây, đó là cái người chủ chúng ta, ông chủ chúng ta là tham muốn, là tham ái, không bao giờ thỏa mãn cả, không bao giờ là đủ cả. Mặc dù chúng ta có làm đi bao nhiêu đi nữa, thì ông chủ chúng ta không bao giờ thỏa mãn, lúc nào cũng cần nhiều hơn thôi. Thì đó là một thứ, một điều, Mandatu. Mandatu đó là một ngài Bồ Tát, Bodhisattva. Và ngài vị vua đó là Đức Bồ Tát, ngài có thể đi bất kỳ nơi nào ngài muốn. Ngài có thể cai trị mọi nơi. Và một lúc thì ngài buồn, ngài chán này. Thì nơi nào là cái nơi an vui mà không có buồn chán, buồn tẻ, thì cái một cái vị quan về nói cha tu có tứ đại thiên vương thì có này là có cái vui hơn có người, thì ngài Đức Vua có thể thích, thì Đức Bồ Tát lên cõi tứ đại thiên vương, bởi vì cái nghiệp của ngài, ngài có cái năng lực thì ngài có thể lên được cõi tứ đại thiên vương. Và chư thiên họ cũng cúng dường đưa cho ngài để làm vua, để cai trị. Ngài là người nhưng mà ngài là Đức Bồ Tát, và ngài đã làm rất là nhiều cái thiện pháp, rất là nhiều bùn nhạn, rất là nhiều phước báu, ngay cả chư thiên cũng cung kính ngài Đức Bồ Tát. Và sau khi một thời gian thì ngài cũng trở nên buồn tẻ. Nếu vua buồn vì buồn, vì buồn chán thì đó là một vấn đề, đúng không? Thì chính vì thế thì chư thiên với nói có ý với ngài là lên cõi trời tàu thì sao cao hơn nữa, thì ngài có trời đấu xuất, thì ngài đi lên trên có trời đấu xuất tàu thì sao, và vua trên có trời đó là cũng chia một nửa cõi chư thiên cho Đức Bồ Tát cai trị. Lúc ban đầu thì ngài thích thú, sau đó ngài buồn nữa, là buồn chán, và ngài muốn cả cõi trời tàu thì sao, cõi trời đấu xuất. Nhưng mà lúc đó thì cái tuổi thọ của ngài là sắp hết rồi, hết thọ mạng rồi, hết tuổi thọ rồi. Một con người ấy thì không thể nào chết trên cõi chư thiên được, nên chính vì thế phải quay lại trở lại trên cõi người và đến vườn Thương Nguyện. Lúc đó thì cái vị quan mới nói là ngài là vị đại vương, ngay cả là vua cai trị trên cả cõi trời nữa. Thì ngài muốn nói cái gì cho với những cái dân chúng trước khi ngài mất, trong lúc cân tử? Thì điều này điều rất là quan trọng. Thì chính vì thế như vậy thì ngài mới nói, Đức Bồ Tát mới nói rằng đúng là tôi muốn thỏa mãn cái tham muốn của tôi, muốn hưởng thụ tất cả mọi thứ, nhưng mà trước khi mà tôi thỏa mãn ấy, thì tôi đã chết rồi, tôi đã phải chết rồi. Thì như vậy thì tất cả các ông hãy đi nói với dân chúng như vậy, thì để mà thỏa mãn cái tham ái không bao giờ là đủ cả. Thì chính vì thế những người mà hiểu về người chủ chúng ta, ông chủ chúng ta, cái tham ái ở đây, thì chúng ta chống lại, làm ngược lại, thấy chỉ là để đủ thôi, thấy Đức Phật, thấy cái gì đó thì ok, nhưng đừng có thích thú trong đó, chìm đắm trong cái sự mà nhìn của chúng ta. Bởi vì cái tham ái sẽ không bao giờ là đủ cả. Cũng tương tự như vậy, khi chúng ta nghe, ví dụ chúng ta nghe pháp, chúng ta nên nghe pháp giống cái gì đó cái cần thiết trong đời sống, chúng ta nên nghe, chúng ta đừng có cố gắng, đừng có chìm đắm vào cái sự nghe của chúng ta, đừng có nghe quá nhiều, tại vì nó không bao giờ là đủ cả. Tương tự như vậy, ngửi như vậy, tương tự như vậy, ăn cũng vậy. Ăn chỉ cho cái dưỡng chất thôi, cho cái thân này, để mất đi cái cảm thọ đói, để có được sự thoải mái. Như vậy chúng ta nên ăn. Chúng ta đừng có ăn quá nhiều hơn cái đó nữa. Chúng ta nên thực hành. Chính vì cái thoải mái này sẽ không bao giờ đủ cả, sẽ không bao giờ đủ. Bởi vì cái gì đó một số người ăn rất là nhiều thứ khác nhau, hay là nhiều thứ họ uống rượu, bia và có bệnh người ta cũng không tránh nổi cái đó. Nếu cùng họ chết, chết họ cũng phải uống rượu chẳng hạn. Cũng tương tự như vậy, xúc chạm,
cái sự xúc chạm, cảm thọ, nhìn một số người ở thích thú trong cái sự xúc chạm. Thì chúng ta có thể hưởng thụ nhưng mà vừa phải thôi. Ví dụ như là thọ dụng, thọ thực, chúng ta có thể thọ dụng vừa phải thôi. Nhưng chúng ta không nên dùng cái vật thực giống như là rượu bia, chất say, còn nghe nhìn không nhiều vấn đề lắm. Nhưng mà ví dụ như là chúng ta giữ 8 giới chẳng hạn, thì chúng ta không được nghe nhạc, một số thứ tương tự như vậy. Còn đối với sự xúc chạm của thân, cảm thọ, đối với cư sĩ thì một số thứ được phép, một số thì không được phép. Còn đối với tỳ kheo tương tự như vậy, một số được phép. Ví dụ chúng ta có thể có cái ghế tốt này, hay là cái giường êm ái này, thì những thứ đó có thể là ok. Nhưng mà ít nhất tối thiểu là chúng ta phải ở trong pháp, sống trong pháp. Chúng ta hưởng thụ gì đó nhưng phải trong pháp, theo pháp. Ngay cả cái sự suy nghĩ của chúng ta, tư duy của chúng ta, cái gì chúng ta nên tư duy, cái gì chúng ta không nên tư duy, không nên suy nghĩ, chúng ta không nên theo cái ông chủ của chúng ta, lúc nào cũng theo ông chủ của chúng ta được. Tại cái ông chủ của chúng ta quá là tham ái, quá là tham muốn. Thì chính vì thế, ngay cả cái sự cúng dường, chúng ta phải cúng dường cho sự giải thoát, với mục đích giải thoát, cho sự giải thoát để thoát khỏi cái vòng tái sinh, hay là để trở thành Đức Phật độc giác, đại đệ tử như vậy. Chúng ta phải nguyện khi mà chúng ta cúng dường, như rằng chúng ta nguyện có được cái sự giải thoát, không hỗ trợ cho cái tham muốn của chúng ta. Và như vậy, thầy không biết có thể gọi là cái cuộc cách mạng đúng không? Cuộc cách mạng để chống lại ông chủ của chúng ta là tham ái. Thì chúng ta lại cố gắng để dần giảm đi. Giống như cái vị tỳ kheo ngày xưa, vị tỳ kheo tốt, có giới hạnh, các vị cố gắng để giảm cái mong muốn, để dễ dàng hộ độ. Dễ dàng hộ độ bởi chính vị đó, mà bởi thí chủ của vị đó. Dễ dàng hộ độ, và thực chỉ vừa đủ, và mặc chỉ đủ để che thân, để tránh nóng lạnh. Chỉ không muốn nhiều màu sắc khác nhau, hay là những style khác nhau, phong cách khác nhau. Thì họ sống một cách rất là đơn giản, chỉ cái gì cần thiết thôi, thì nó dễ dàng hộ độ. Thì đó là một phẩm chất của vị tỳ kheo, dễ dàng hộ độ bởi chính họ, chính vì đó và bởi người khác nữa. Chúng ta cúng dường và thực vừa đủ cho vì đó sẽ hoan hỉ. Nếu chúng ta không thực hành như vậy, chúng ta không hiểu nhiều cái cúng dường, chúng ta không thỏa mãn. Vậy là cúng dường cái khác cũng không thỏa mãn như vậy. Tương tự như vậy, gia đình cũng vậy, bố mẹ, con cái, chúng ta cần cái gì đó. Tương tự như vậy, chúng ta cúng dường, chúng ta bình nguyện, nguyện cho chỉ cho sự giải thoát thôi. Thì sẽ cúng dường như vậy, gọi là Pujisa Dana. Sự cúng dường là chống lại, ngược lại với ông chủ tham ái. Chúng ta không muốn hỗ trợ cho cái tham ái, tham muốn. Thì như vậy, cái sự cúng dường như vậy là chỉ có dạy trong giáo pháp của Đức Phật thôi. Chúng ta có thể hiểu, chúng ta mới có thể hiểu và làm ngược lại cho cái tham ái, ngược lại cái tham ái. Một số rất nhiều người họ hỗ trợ cho cái tham ái. Cái gì mà thích nhìn là họ tới nhìn, muốn nghe là họ nghe, muốn ngửi là họ ngửi, họ muốn có được. Và cái gì đó ăn ngon thì họ ăn hết. Chúng ta không nên làm như vậy. Thì chúng ta phải xem là nó có lợi ích hay không lợi ích. Và bây giờ chúng ta có thể thấy rất là nhiều
chúng ta có thể nghe rất là nhiều, nhìn thấy rất là nhiều, ngửi rất là nhiều thứ khác nhau. Nhưng nó có thể là không có lợi ích. Nếu không lợi ích thì chúng ta đừng thích thú vào nó. Như vậy, chúng ta phải làm chống lại ông chủ của chúng ta, đó là tham ái. Và cái tiếp theo, Thavaradana và Atavaradana. Thavara ở đây, chúng ta có thể nói, đó là cái cúng dường mà ổn định, có sự ổn định. Có thể tiếng Anh của thầy không chính xác, nhưng mà thầy sẽ giải thích cho chúng ta. Như là Atavara là ngược lại với điều đó. Và như vậy, một cái vị chư tiên hỏi Đức Phật, những cái loại cúng dường nào, thưa Ngài, là sẽ tăng trưởng cái thiện pháp ngày và đêm sau khi chết, sẽ tái sinh lên cõi chư thiên. Thì vị chư thiên này mới hỏi Đức Phật, và Đức Phật trả lời, Arama Rupa. Arama Rupa là trồng cái gì đó trong cái khu vực, giống như là cái vườn. Chúng ta làm cái vườn, chúng ta cúng dường. Thì đó là Arama Rupa. Ở nơi nào đó chúng ta trồng làm gì đó, làm đẹp nó cho cộng đồng, cho tu viện. Thì đó là Arama Rupa. Rupa. Như vậy, có thể là chúng ta nói cúng dường cái vườn. Chúng ta có thể học, chúng ta có thể làm vườn hoa hay là làm vườn trái cây. Như vậy, ở Singapore ấy, thì có rất là nhiều vườn hoa, ít vườn cây trái lắm. Họ không thích vào thực, đúng không? Họ không thích trái cây. Họ thích cái gì đó đẹp để nhìn, đúng không? Và thực có đủ rồi. Những cái gì đó chúng ta cần nên làm. Tại vì nó tồn tại lâu dài. Bất kỳ khi nào mà chúng ta nghĩ về cái vườn đó, thì cái tâm thiện của chúng ta sẽ sinh khởi, sẽ tăng trưởng ngày và đêm. Đó là Arama Pura, như là vườn trái cây, vườn hoa. Còn cái nữa là trồng trong khu rừng. Có thể trong rừng chúng ta có thể trồng một số cái cây nào đó, cây trái chẳng hạn. Thì nó cũng tồn tại lâu dài. Bất kỳ khi nào chúng ta nghĩ về điều đó, thỉnh thoảng chúng ta tới, chúng ta nhìn những thứ đó, chúng ta sẽ hoan hỉ. Bất kỳ khi nào chúng ta nghĩ, chúng ta làm, chúng ta thấy, thì đó là Thavaradana, cúng dường ổn định. Chứ không giống như là không bao giờ chúng ta cúng dường ăn xong là hết. Và một số người nói cúng dường cây cầu chẳng hạn, đường xá cầu, cây cầu hay là cái con đường xá để vượt qua những cái sông, để vượt qua cái gì đó, đó là cây cầu, nó cũng tồn tại lâu dài. Thì như vậy, cây cầu này cúng dường bởi tôi. Bất kỳ khi nào chúng ta nghĩ, chúng ta thấy, chúng ta sẽ có cái kusala, đó là cúng dường ổn định. Papincha, cúng dường cái giếng nước, chúng ta đào giếng nước. Thì bình thường á, người ta dùng những cái như vậy, thường dùng. Udapamincha, để cúng dường, để cho cái sự uống, nước uống, hay cúng dường nước uống, hay nước để uống, nước để sinh hoạt. Thường thường, giống như cái hồ nước, cái giếng nước, nó sẽ tồn tại lâu dài. Nhưng mà ở Singapore ấy, thì có một số cái máy, đúng không? Cái máy gì đó. Nhiều khi chúng ta có thể uống ở vườn đó, cái máy đó. Ngoài vườn, công viên đó. Chúng ta có thể cúng dường cái đó. Nữa là chú sứ. Giống như là cu ti, cốc liêu,
nhà cửa. Thầy không biết là Singapore như thế nào, nhưng mà như ở ngoài vườn thì chúng ta có thể làm cái mái tre, chúng ta có thể cúng dường. Những cái chỗ dừng, điểm dừng xe buýt, những thứ như vậy. Những cái chỗ mà chúng ta người ta đứng nghỉ ngơi. Thì đó là cái sự cúng dường ổn định. Cái đó cũng tốt. Thì tâm của những người đó thường thường á, là tâm của họ cũng rất là ổn định. Họ sẽ không bị căng thẳng và không có sợ hãi. Tại vì hết lần này đến lần khác, họ nghĩ về đó, họ có cái tâm kusala, tâm thiện. Khi mà chúng ta có tâm thiện kusala thì mọi lúc những người đó là những người sẽ có sức mạnh hơn, khỏe hơn. Nếu ai đó có tâm sân á, nhiều á, có rất nhiều tâm tham, thì một thời gian dài á, thì họ sẽ gặp cái vấn đề gì đó, tâm của họ sẽ có vấn đề. Thì nếu mà chúng ta làm cúng dường, cái sự cúng dường ổn định này, thì bất kỳ khi nào chúng ta nghĩ chúng ta đều hoan hỷ, thì chúng ta hoan hỷ một cách tự nhiên, tâm của chúng ta sẽ được ổn định một cách tự nhiên. Thì theo một cái lời dạy, câu nói nếu ai đó cúng dường chú xứ, giống như Vihara, tu viện, họ sẽ không bao giờ bị điên, tâm thần. Không bao giờ bị tâm thần cả. Tâm có rất là ổn định, lúc nào cũng vui vẻ, hoan hỷ, sẽ không sợ hãi. Bởi vì một số người họ sợ hãi, lúc nào có cái sự sợ hãi tự nhiên là họ sợ hãi rồi. Thì đó là một cái gì, một cái rất là tốt để cúng dường. Và cái tiếp theo, Sabriwara Dana. Abriwara Dana. Cúng dường với cùng với những thứ vô tùng. Thầy ta nói là những thứ phụ tùng đúng không? Như là cúng dường, cái gì đó. Nhưng mà không cúng dường cùng với những thứ phụ tùng đi kèm. Điều đó nghĩa rằng, nếu chúng ta cúng dường chú xứ chẳng hạn, giống như cúng dường cốc liêu, cu ti, không chỉ đơn giản, chỉ mỗi là cu ti, cốc liêu thôi, mà chúng ta có thể cúng dường là tấm trải giường, giúp ca trải giường, gối, rồi bàn, ghế, thì cùng đó cùng với những thứ phụ tùng, cùng với cốc liêu, những thứ xung quanh nữa. Thì như vậy. Nếu mà chúng ta cúng dường y phục, thì chúng ta cúng dường cùng vải, hay cúng dường, chúng ta cúng dường cùng với kim chỉ, những cái gì đó để chúng ta có thể khâu vá. Cùng với những thứ phụ tùng mà chúng ta cúng dường. Thì kết quả cho sẽ là gì? Thì chúng ta có thể thấy là dấu chân của Đức Phật, thì ở gót chân của Đức Phật đó, dấu chân của Đức Phật. Thì có rất là nhiều cái dấu hiệu ở đó. Có thể những cái thứ là một hình vuông chẳng hạn, rất nhiều cái dấu ở bàn chân Đức Phật. Thì đó là cái dấu của thân. Tại sao mình có những cái dấu chân như vậy? Thì bất kỳ khi nào mình cúng dường, không chỉ là một thứ thôi, mà cũng thành ngày cúng dường cùng với những thứ phụ tùng. Thì chính vì thế, cái karma, cái nghiệp làm cho người khác thấy, người đó là cái người đã từng làm những thiện pháp như thế này, thì nó sẽ cho kết quả như vậy. Và trong bàn chân, dấu chân của ngài, có rất là nhiều những cái dấu chân, những cái hình ở dưới, có thể là 108 hình ở dưới bàn chân của ngài. Nếu ai đó cũng có những hình như vậy, thì có thể là vua Chuyển Luân Thánh Vương, có thể trở thành Đức Phật. Như vậy, với kết quả của nó, thì vì đó, ngài, hay những người đó sẽ có những người xung quanh, đổ chúng, sẽ không một mình, không cô đơn, một mình. Nếu tỳ kheo, thì có rất nhiều đệ tử, nếu mà là Đức Phật, thì sẽ có tỳ kheo ni, tỳ kheo, chúng tỳ kheo ni, những cư sĩ nam, cư sĩ nữ. Như vậy, chúng ta sẽ có kết quả cùng với những cái thứ đi cùng xung quanh.
Giống như là người người giàu ở Singapore và người giàu ở nước khác thì nó có sự khác biệt đúng không? Là người giàu ở Singapore và là người giàu ở cái nước nào đó. Nếu chúng ta cúng dường, chúng ta sẽ trở nên giàu có. Nhưng một số người á, họ có được đầy đủ. Nhưng một số người chỉ có tiền thôi, mỗi tiền thôi, nhưng không có nhiều những thứ khác, những thứ phụ tùng khác. Một số thì có cùng với rất là nhiều thứ khác nhau. Bởi vì sự cúng dường cùng với những thứ phụ tùng và cúng dường không với những cái thứ phụ tùng. Nếu mà chúng ta muốn trở thành cái gì đó, chúng ta có thể làm những cái thiện pháp đó, cúng dường đó theo cách này. Như vậy, thầy nghĩ là đây là học về cái cúng dường bố thí. Thầy nghĩ rằng á, bài pháp của chúng ta một tiếng là đủ rồi, sẽ tốt hơn. Để chúng ta thầy cũng không có mệt và chúng ta nghe cũng không có mệt nữa. Ok, chúng ta sẽ dừng lại đây. Mà một số người á, mà mở Zoom lên mà đi chỗ khác, ngồi không ngồi cạnh cái điện thoại thì họ không biết rằng bài pháp chúng ta đã kết thúc tại đây đúng không? Và như vậy, chúng ta sẽ chia phước và chúng ta sẽ nguyện. Chúng ta đọc theo thầy. Chúng ta đọc theo thầy. Idame bunyang nibbana sa pacheyo hodu mama bunya bhagam sabba satanam pacheyemi te sabbe me samam bunya bhagam Labandhu, sadhu, sadhu, sadhu. Okay. Thank you, Bhante. Okay.